Mến chào quý khán thính giả đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay, ngày 16 tháng 4, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sức mạnh của nhân dân khiến VTV phải nể, nhờ cô Phương Hằng mà người dân giác ngộ được nhiều điều. Cảm ơn quý khán thính giả đã luôn lựa chọn và theo dõi tin tức trên kênh Hồng Miến TV. Và thưa quý vị, sau khi dư luận bức xúc về việc VTV đưa tin quảng bá cho một thương hiệu dược phẩm Hoàng Hường trên bản tin Điểm Tựa Tương Lai được phát sóng vào ngày 10 tháng 4 trên kênh VTV1, đài này đã phải gỡ bản tin trên website. Tuy nhiên, clip đã được gỡ khỏi trang web của VTV, nhưng phần tin về dược phẩm Hoàng Hường trong phần chương trình Điểm Tựa Tương Lai vẫn được một số trang mạng xã hội đăng tải trong bài nội dung chỉ trích đài truyền hình quốc gia. Vấn đề tại sao dư luận cả nước lại phẫn nộ đến vậy? Nguyên nhân là đều xuất phát từ việc cũng vì những quảng cáo bẩn như thế này, trên đời mới xuất hiện một Võ Hoàng Yên lừa đảo bệnh thành công trong suốt 14 năm qua. Chẳng phải truyền thông đang muốn phía Nam là có Võ Hoàng Yên, miền Trung có Hề Lũ và miền Bắc có Hoàng Hường. Và từ một dân chợ búa chuyển sang bán dược phẩm này lại được tôn vinh là doanh nhân. Với những sản phẩm đóng góp cho xã hội thì chẳng thể hiểu nổi chuyện quái đản gì đang xảy ra. Thậm chí trên mạng xã hội còn lan truyền một video Hoàng Hường đang dùng những câu từ tinh hoa chợ búa văn hóa chợ trời để dạy dỗ hai cá nhân khác. Khi xem xong video này, nhiều người đã phải thốt lên rằng dân chợ búa chuyển sang bán dược phẩm thì cách nói chuyện chả khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. VTV1 mà cho phát sóng con này lên cũng đến chịu, nghệ sĩ tên tuổi cũng vào hùa với nó. Nói chửi, mượt thật, không vấp tí nào. Mùng rằm mùng 1 thuê con này mà vác loa kẹo kéo đi chữ thuê lên nhà con nợ khấn, đảm bảo con nợ sợ trả trong vòng một nốt nhạc. Các cụ ạ, chị Hương là điểm tựa tương lai cho doanh nhân thành đạt đấy. Là y nguyên trên VTV nói, dân mà nghe theo thì hỏng cả một xã hội, thế giới phần mình. Một con vô văn hóa để bán thuốc chữa bệnh không thể hiểu nổi. Vừa được VTV tôn vinh, khán giả lại quan tâm theo hướng lên án, nên vào ngày 13 tháng 4, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, trong 5 cơ sở vừa bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, đến ngày 12 tháng 4, đã có công ty cổ phần dược phẩm HH này cũng bị xử phạt là 65 triệu đồng về hành vi là vi phạm về quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp HH. Sản phẩm này được quảng cáo gây hiểu nhầm, có tác dụng phụ như thuốc chữa bệnh, quảng cáo mà không có hoặc ghi không đúng hoặc không rõ thì không thể hiện trong quảng cáo. Khuyến cáo: thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. VTV khẩn cấp đã xóa ngay đoạn video quảng cáo và công an ngay lập tức vào cuộc xử lý. HH, điều đó chứng tỏ một điều, sức mạnh của khán giả không phải dạng vừa đâu. Và quan trọng, khán giả người tiêu dùng còn biết tận dụng sức mạnh của mình để tự bảo vệ chính mình hay không. Mới đây, luật sư Gia Nguyễn đã có một chia sẻ ngắn gọn, nhưng thông qua chia sẻ này của luật sư cũng ngầm hiểu nhờ công của cô siêu Nguyễn Phương Hằng mà người dân ta đã tỉnh ngộ ra khá nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội. Nam luật sư viết, dân Việt đã có kháng thể sự kiện VTV vinh danh thương hiệu thuốc Hoàng Hường như thể một thánh dược đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng và buộc VTV phải gỡ bài. Điều này cho thấy cộng đồng Việt khắp nơi đã phát triển kháng thể trước các loại virus nhân danh, nhân đạo hay thiện nguyện nhằm lừa đảo, đã hết thời để các thần y, thánh dược kết hợp với truyền thông ô nhiễm để tác động vào lòng tin của cộng đồng. Hết thời rồi, khán giả đã để lại những bình luận đồng tình với ý kiến trên và họ định làm thử lần này xem dân có ai còn tin tưởng không. Dân mà tin thì Võ Hoàng Yên đã thắng. May mắn thay, dân ta không ngu, mua muội vẫn ủng hộ mà cảm ơn cô Hằng. Nhờ có cô, dân mới biết được nhiều thứ dối trá của xã hội này. Hoàng Hường đang trên đà dùng truyền thông bẩn theo mô típ của Võ Hoàng Yên hồi đầu. Nhưng nhờ có thánh chữ Phương Hằng mà dân ta đã mở to mắt hơn nên đã bị dội ngay gáo nước lạnh. Cô Hằng vừa có công vừa có tội, nghĩ cũng tội, giá trị trong tiếng nói của cô Phương Hằng là đỉnh cao mang lại cho người dân biết rõ về những chiêu trò lừa bịp hiện đại. Nếu không có cô Phương Hằng thì người dân vẫn u mê để bọn truyền thông dẫn dắt như vậy. Phần đông người dân bức xúc trước vấn đề VTV quảng cáo cho Hoàng Hường đều phải thừa nhận rằng Hoàng Hường chuyện này không thể thành Võ Hoàng Yên thứ hai là vì tiếng nói của cô Phương Hằng rất có giá trị, mang lại nhận thức mới, khai mở một phần dân trí cho người Việt trước những thủ đoạn chiêu trò lừa bịp tại thời hiện đại 4.0, đảm bảo với quý vị một điều, nếu mà không có drama cô Nguyễn Phương Hằng, Võ Hoàng Yên đến giờ này vẫn lừa đảo không chỉ dừng lại ở 14 năm đầu, mà có khi là 20 đến 30 năm nữa kìa. Thậm chí, đến khi ông ta bằng tuổi của thầy ông nội Lê Tùng Vân,
người dân vẫn còn đang tung hô ông ta là một thần y, và giờ đây dân chúng lại đang đua nhau đi mua dược phẩm của nữ thần y Hoàng Hương nữa kìa. Vì thế tội của bà Phương Hằng là nói hớ, thiếu kiểm soát, thì việc bà ấy bị tạm giam là điều dễ hiểu, nhưng giá trị mà cô ấy mang lại cho xã hội này thì không thể phủ nhận được đâu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đã là một đảng viên, không thể thấy đúng, không dám ủng hộ, thấy sai không dám phê phán. Thế thì còn là gì tính nghiêm tiên phong của người cộng sản? Sự thật thì hay mất lòng. Và trước khi vào bản tin ngày hôm nay, thì Thùy Linh cũng muốn đọc vài câu của đại biểu Quốc hội Trần Trọng Nghĩa. Đừng quy chụp người góp ý là thế lực thù địch. Vâng, việc Thiếu tướng Giám đốc Công an Nhân dân TP.HCM Lê Hồng Nam và số kim cương của cô siêu Nguyễn Phương Hằng mang trong các buổi livestream đang đi về đâu? Phải chăng nó đã thuộc về các anh em cán bộ điều tra? Đây là một câu hỏi mà ban biên tập của Hồng Biến TV nhận được rất nhiều của quý vị quý khán thính giả. Và thưa quý vị, như thông tin mà báo chí truyền thông đã đăng tải từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi và Giám đốc Công an TP.HCM ông Lê Hồng Nam sau khi đã hoàn thành kế hoạch tạm gọi là mang số bí danh 331 thành công, thì đây cũng là điều mà cái tội cô siêu Nguyễn Phương Hằng đã bị phạm tội vào điều 331, thì ngay sau đó người dân đã lên tiếng phản đối kịch liệt, thì đã dùng một vài thủ đoạn hù dọa người dân trên các kênh YouTube. Lúc đó đăng tải là rộn rã về câu chuyện mà đưa anh A lên để bị phạt vài triệu đồng vì dám kêu gọi người dân xuống đường là tham quan khu du lịch Đại Nam. Thế nhưng với mục đích chính của Lê Hồng Nam là muốn cho tất cả những người dân Việt Nam hãy lấy đó làm gương và phải biết sợ đi, vì đã có những bài học nhãn tiền ngay trước mắt liên quan tới sự việc của cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Thế nhưng cho đến nay thực tế đã nhìn thấy rõ chẳng có người dân nào sợ cái lý luận đó. Thực sự đến giờ phút này, người dân đang hừng hực khí thế với bất công, sai phạm và sự lộng hành lộng quyền của các quan chức tham ô tham nhũng trong giới miền Nam trong thời gian vừa qua, vì đã ép người dân thấp cổ bé họng phải chịu đựng. Và minh chứng rõ ràng nhất trong sự việc này là những câu chuyện và những bình luận của khán giả người dân đã để lại cho ban biên tập của chúng tôi. Hầu hết các bài báo, báo chí đã đăng tải và đặc biệt là trong các kênh YouTube trong thời gian vừa qua đăng tải những bình luận của khán giả người dân để lại sự bức xúc của mình liên quan tới sự việc khởi tố bắt tạm giam của cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Đây là một sự bất công rất lớn, từ một người tố giác tội phạm lại trở thành phạm tội. Một lần nữa chúng tôi khẳng định, dù bất luận trong thời gian tới, dù xảy ra bất cứ vấn đề gì thì chúng tôi vẫn cương quyết một lòng đưa tất cả những sự việc ăn bẩn, sống bẩn của đám ca nghệ sĩ, nhà báo hai mặt, luật sư hai mặt và các quan tham trong thời gian vừa qua, cấu kết với các quan chức để mà lộng quyền, lộng hành làm nên sự việc động trời mà khiến người dân trong và ngoài nước và những người thấp cổ bé họng phải chịu đựng. Và ngày hôm nay, có một vấn đề mà chúng tôi muốn là bạch hóa với quý vị trong những ngày hôm nay, rằng vì sao lúc đầu tiên thì các cơ quan chức năng lại báo cho báo chí đăng tải rầm rộ việc là chị Thủy Tề làm từ thiện sai phạm hàng loạt rồi đến số tiền lên đến là hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng không có lời giải thích. Rồi sau đó các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là người đứng đầu là Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm lại công bố cho là ca sĩ Thủy Tề và không có dấu hiệu khuất tất trong việc làm từ thiện của mình, không có sai phạm. Đến giờ phút này thì cũng chưa có một thông tin báo chí nào đưa ra thông tin giải trình cho số tiền 4,2 tỷ đồng tại Quảng Trị và 70 triệu đồng tại huyện Thanh Chương của tỉnh Nghệ An mà vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề và Công Vinh đã làm từ thiện trong thời gian vừa qua. Vẫn có kết luận là minh bạch và không có hành vi gian dối. Là vì sao? Đây là một sự việc mờ ám và một sự liên kết của Công an tỉnh Bình Dương là đơn vị trực tiếp điều tra, thụ lý vụ án mà Công an TP.HCM lại là đơn vị đưa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với cô Nguyễn Phương Hằng. Thì chúng ta biết là ai rồi đó. Vì sao là nữ ca sĩ Bông Lan Trứng Muối mới vừa được đình chỉ điều tra hôm trước thì ngày hôm sau lại có quyết định phục hồi điều tra, trong khi chính nữ ca sĩ vẫn chưa có một bằng chứng nào cung cấp cho các cơ quan công an TP.HCM? Vì sao? Rất nhiều câu hỏi vì sao mà người dân đang đặt ra. Vì đâu? Vì rất nhiều câu hỏi người dân trong cả nước đến giờ phút này vẫn chưa có câu trả lời. Dù bất luận chuyện gì thì quý vị cũng đã nhìn thấy rất rõ không có người dân thường nào đối đầu lại với các là bộ máy quan tham lưu manh trong thời gian vừa qua. Đến giờ phút này bao nhiêu oan khuất cứ đổ dồn lên đầu cho một mình cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Vì đâu? Vì cô Nguyễn Phương Hằng là nắm trong tay đang rất nhiều sổ đỏ kim cương đất đai nhưng quyền lực thì lại không có.
Cô cũng là một người dân bình thường như chúng ta, nhưng mà cái tội của cô là lớn nhất là hai cái tội là dám nói lên những khuất tất và dám vạch ra những bộ mặt xấu xa trong xã hội. Trong khi đó, giá trị kim cương hột xoàn trong thời bộ kinh tế thị trường đang khủng hoảng như thế này, trong thời đại dịch Covid-19, huống hồ gì là các quan tham như Phan Văn Mãi hay là Lê Hồng Nam. Trong thời gian vừa qua, những sự việc liên quan đến cô Phương Hằng và chú Dũng Lò Vôi thì có lẽ giờ này những người bức xúc nhất vẫn là chú Dũng Lò Vôi. Vì trong thời gian trước đây, như quý vị đã biết là chú Dũng Lò Vôi có nhiều mối quan hệ rất chặt chẽ với các quan chức tại chính quyền, mà đặc biệt là tại Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau khi có sự việc của cô Hằng, mà người đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng với một số phe cánh của mình đã chỉ đạo là làm triệt để cô Hằng, thì chúng ta thấy rằng trong sự việc này cô Hằng là một con tốt thí. Đầu tiên là mục đích bịt miệng và thứ hai là mục đích nhìn vào khối tài sản của vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng Lò Vôi. Thế nên trong thời gian vừa qua, sau khi mà sự việc cô Nguyễn Phương Hằng xảy ra, thì ông Dũng Lò Vôi cũng đã từng điện thoại nói chuyện với rất nhiều các cán bộ quan chức tại các cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua. Thế nhưng các quan chức ở đây đều lắc đầu và cho rằng mình không thể giúp được khi sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng đã có sự chỉ đạo của một thế lực ngầm nào đó đứng phía sau. Và như vậy là sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng đến giờ phút này đã nhìn thấy rõ mười mươi trong thời gian tới đây, nên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là Phan Văn Mãi và Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Hồng Nam và đặc biệt là Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an muốn đưa sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng ra để làm triệt để, mục đích là nhằm bịt miệng và mục đích thứ hai là liên quan tới những góc khuất đằng sau mà đến giờ phút này không ai khác, chính cô Nguyễn Phương Hằng đã nắm rất nhiều bằng chứng trong tay mà đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh tịch thu ngay trong đêm ngày 24 tháng 3. Và trong thời gian vừa qua, khi chú Dũng Lò Vôi và cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã rất bức xúc và kiện ra Trung ương khi mà những đơn kiện của cô Hằng thì không được Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Và cho đến giờ phút này thì khi cô siêu Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố và bắt tạm giam thì những cái đơn của cô Hằng vẫn chưa được xử lý. Vậy Công an thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã làm đúng trách nhiệm của mình hay chưa?